chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập câu intro của bài Tìm Lại ha. Thì cái bài này nó thuộc phong cách rock rồi, thì mình nghĩ là ai cũng biết ha. Thì mình sẽ cùng nhau tập cái đoạn intro của nó nha các bạn nhé. Rồi, đầu tiên là cái bài này thì các bạn chỉnh cho mình điệu rap ha. Tempo của nó khoảng 150-160 ha, tùy các bạn nha. Ở đây mình đang chơi tempo 160. Rồi điệu thì điệu rap rồi ha. Rồi tiếng thì các bạn xài tiếng Netus hoặc là tiếng DJ hoặc là cái tiếng guitar lead ha, tùy các bạn nha. Ở đây mình xài tiếng Netus. Tiếng này nó giống như dùng trong nhạc DJ á, thì tùy các bạn thích tiếng nào các bạn sử dụng nha. Rồi, ok, bây giờ trước tiên các bạn xem giúp mình ha. Cái đoạn intro này nó chỉ có một dòng thôi và nó được lặp lại hai lần ha. Thì trong bài này thì chúng ta thấy tiết tấu của nó thì cũng đơn giản thôi, cũng không khó lắm ha. Ngay ở cái chỗ này thì các bạn đếm giúp mình nè, 2 và 3, 2 và 3. Đó, thì cái chỗ dấu nối này thì các bạn ngân già ra ha, 2 và 3, mi, rê, ba, đô, xì ha. Rồi cái chỗ ô thứ hai chúng ta thấy là cũng vậy thôi, 2 và 3, 4 và 4 thì nó ngay ở cái dấu lặng ha. Đô, đô, ba, bốn, la, sòn. Đó. Rồi cái ô thứ ba thì các bạn thấy là nó cũng là 2 và 3 ha. Mi, rê, ba, đô. Còn cái ô cuối cùng thì chúng ta thấy là cái này chúng ta sẽ đếm 1 và 2 và 3 và 4 và quay lại từ đầu thôi ha. Thì si, đô, si, đô, si, đô, si, đô, nó đều ha, bóng đơn hết. Ok, đó là mình phân tích sơ qua cho các bạn. Số đếm thì mình có ghi ở đó thì các bạn cứ xem theo cái đó là các bạn đếm nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc qua một lần nha các bạn nha. Là mi rê ba đô si đô đô ba bốn la sòn, mi rê ba đô si đô si đô si đô si đô là mi rê ba đô si đô đô ba bốn la sòn, mi rê ba đô si đô si đô si đô si đô. Rồi cái mình qua cái ô tiếp theo thì mình đánh hợp âm đa thứ thôi là người ta vô rồi hát rồi ha. Mà cái ô đó chúng ta sẽ phiêu một cái nha. Thì chúng ta tập xong hết rồi chúng ta tập phiêu vô. Rồi các bạn chịu khó đọc nhé, đọc cho nó chính xác cho mình nha. Rồi các bạn hẳn tập vô nha. Hợp âm bên tay trái thì các bạn thấy nó là la thứ, pha trưởng, đô trưởng và son trưởng, quá quen thuộc ha. Thì lát nữa mình cũng sẽ nhắc qua một lần. Rồi khi các bạn đã đọc quen rồi á, thì các bạn tập vô giúp mình nha. Tập tập chậm chậm trước rồi quen rồi các bạn tăng nhanh lên sau nha. Rồi mình cùng nhau tập tới phải nè. Là mi rê đô si đô đô là sòn, mi rê đô si đô si đô si đô si đô là mi rê đô si đô đô là sòn, mi rê đô si đô si đô si đô si đô. Đó là cái khi đó hết tới đó là chúng ta feel rồi, chúng ta vô tay trái người ta hát rồi ha. Rồi là lại lần nữa nha các bạn nha. Là mi rê đô si đô đô là sòn, mi rê đô si đô si đô si đô si đô là mi rê đô si đô đô là sòn, mi rê đô si đô si đô si đô si đô ha. Feel là vượt qua cái ô bên kia rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ, khi các bạn đã đọc được rồi thì các bạn sẽ tập với trống một lần nhé. Trước khi tập với trống thì mình nhắc hợp âm tay trái một chút đi ha, ôn lại lỡ mà các bạn quên hoặc các bạn chưa biết thì các bạn có thể xem ha. Đầu tiên la thứ là đô mi, quá quen thuộc rồi ha. Rồi pha trưởng là
pha quá quen thuộc rồi, đô, đô trưởng ha, rồi son trưởng, son si rê, lại nè la thứ nè, pha trưởng nè, đô trưởng nè, rồi son trưởng nè, nó đơn giản là rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập tay phải trước các nhà bạn nha. Mình sẽ chỉnh tempo 130 ha để cho các bạn dễ nghe. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Thì các bạn thấy nó còn nhanh thì các bạn cứ chỉnh thấp lại nhé, rồi tập cho quen tốc độ chậm rồi các bạn tăng nhanh nha. Cuối thì các bạn cứ xì đôi xì đôi xì ha, vậy thôi, thằng lại lại nhé. Đó, tới đó là hết rồi ha, phiêu cái là bắt đầu vô la thứ rồi, người ta vô pha trưởng là người ta vô luôn đó, ha, người ta hát luôn đó ha. Rồi khi các bạn tập quen thì các bạn ráp hai tay vô nha. Giờ mình sẽ cùng nhau ráp hai tay nha các bạn nha. Là khi tay trái các bạn vô la thứ lại á, thì qua pha trưởng thì người ta bắt đầu mới hát. Cái bài này nó chỉ có bốn hợp âm này, nó đánh đi đánh lại từ đầu tới cuối như vậy thôi ha. Các bạn intro được thì các bạn coi như là các bạn đánh được nguyên bài rồi nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng intro lại lần nữa nè. Rồi thì ngay ở cái đoạn ô cuối cùng là son á ha, thì các bạn đang hát lần đầu, khi các bạn quay lại thì các bạn cũng phiêu giúp mình cái ha. Làm lại nè. Nói chung là mình đánh hai lần đó ha, mình lặp lại hai lần thì các bạn vô la thứ lại, các bạn chuyển qua pha trưởng thì người ta hát, bắt đầu hát nha. Rồi đó là mình đang đánh ở tempo 130, bây giờ mình chỉnh lên 160 nè, tốc độ nó nhanh như vậy đó ha. Làm lại nha các bạn nha. Lần nữa nha các bạn nha. Ok, như vậy thì mình với các bạn vừa tập xong cái bài cái đại intro này ha. Chúc các bạn tập tốt nha. Rồi nếu thấy clip hay hữu ích thì các bạn cho mình xin like nhé, và chưa đăng ký thì các bạn nhớ đăng ký kênh ha, để theo dõi những clip tiếp theo của mình nha.